nay vui quá, có một đám cưới thật to, khách mời quan viên hài hòa, nghe đâu đến cả mấy trăm. Làng ta hôm nay vui lắm, tưng bừng như hồi ngày xuân, ai cũng khoe quần áo mới, nhìn ai cũng thật là tươi. Ô kìa chú rể đẹp trai, cô dâu dịu dàng xinh quá, nhân duyên chắc do trời định, thật là xinh lứa vừa đôi, thông gia mới thật là vui, rượu mời tiếng cười rơm ra. Kìa kìa mấy cô mấy chị, trao nhau lá trầu miếng câu, chúc cho thắm tình thắm duyên, chúc cho trăm năm hạnh phúc, chúc cho bà con hai. Xin mời chờ đợi tận thể quý vị quan khách, quý vị hàng thành phố đã đến chung vui trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Khánh Duy xin được thay mặt gia đình cũng như dịch vụ ẩm thực Dân Lan ban nhạc Khánh Duy đến từ thị trấn Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xin được gửi lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhé. Vâng, kính thưa quý vị, lời ca tiếng hát luôn mang đến cho chúng ta những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời và thoải mái. Vì vậy, trong buổi chiều ngày hôm nay, gia đình có mời đến đây và âm thanh ánh sáng Khánh Duy để phục vụ chương trình văn nghệ cho toàn thể quý vị quan khách. Vì vậy, Khánh Duy rất mong toàn thể quý vị hãy lựa chọn cho mình một ca khúc thật là hay và ý nghĩa nhất để gửi tặng đến cho đôi yêu thương hay cho lời chúc mừng cho buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và chương trình của chúng tôi gồm có tân nhạc và cổ nhạc. Vì vậy, xin mời quý khách nào yêu văn nghệ chỉ cần giơ khẽ một cánh tay của mình lên thôi, Khánh Duy sẽ đến tận bàn để đăng ký để phục vụ chương trình cho toàn thể quý vị. Và để mở đầu chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay, Khánh Duy xin được gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc rất là sôi động được mang tên Tiếp Lều Lý Tưởng. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được về nha. À vô nè. 1 2 3 Wow, ok. Còn cái 8 món rồi đó, nó bị lo, cái mấy món ta là khó luôn. Vâng, và cái gì rất mong tất cả quý vị sau ca khúc này, quý vị sẽ đăng ký một ca khúc tiếp theo để phục vụ chương trình trong buổi tối ngày hôm nay được không nào quý vị ơi. Còn có ai đại diện đứng lên chúc mừng hai cháu mình không nào?
xui đây hai vậy không? Dũng đi, Dũng đi. Ừ. À, thấy tất cả đều đẹp trai mà. Đấy, hai em cứ ký đi, cần bao nhiêu dấu lại lại anh. Mày nghĩ thì biết rồi. À, chút sao nghe. Hai cháu, hai cháu đứng kế bên ngân hàng nè. À đúng rồi. Tiền đấy, tiền đấy. À, nếu mà đặt trộm thì hai em cần bao nhiêu tiền? Hello.
đã từng yêu và từng không yên vui, tưởng rằng sẽ mãi mãi chẳng còn biết yêu. Anh sợ nước mắt sẽ rơi theo nỗi buồn, và anh bảo anh đừng yêu để không đau. Khi gặp được em, nào ngờ anh yêu em, ngập ngừng chẳng biết bước tiếp hay là đứng yên. Nhưng rồi ánh mắt, nụ cười ấy theo anh, chợt biết không ai cho anh cảm giác kia.
mình làm mạnh mạnh lên đây. Không. Hai ba vô. Ủa chú rể cô dâu không thấy gì. Đây. Ý đó là chú nói là cầm cái ly lên. Rồi. Rồi làm mạnh lên. Hai ba vô. Chú thấy cái này còn đẹp nhất con Ngọc. Nhất. Ngọc. Ngọc ơi, chú chúc 99 năm hạnh phúc được nha. 100 năm 99 năm hạnh phúc được. Rồi, vô ra đăng lý nè. 1, 2, 3, vô. Cho anh cũng cảm thấy ấm lòng.
nãy giờ có mấy cuộc gọi và mấy lời yêu cầu thì Ngọc Dũng là cũng phải giúp vui, nhưng mà nãy giờ nó cũng khan tiếng không quý vị ơi, nếu có gì mà nó không hay á thì các bạn và quý vị thông cảm cho. Bài hát của Thành Phán rất quen thuộc, tặng đời chỉ có bài thơ, mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Cool.